cái trong cái chiếc xe này thì nói chung là anh em nào mà có hai vợ chồng mà đang đi chiếc xe City á, có gây nhau thì đừng gây lên xe nha. Ở gây lên. Gây lên xe là bên ngoài nghe đó. Vậy là cái tầm bên ngoài nói mình cũng nghe luôn đó. Ok rồi, cái tầm xe City là rất là tốt ha. Ở trong ngoài nói, ngoài nghe, ngoài nói trong nghe luôn. Chào mừng mọi người đến với kênh Cam Passion. Hôm nay mình có một cơ hội giới thiệu một chiếc xe đã qua sử dụng của anh Sơn. Và anh Sơn vui lòng chia sẻ một chút về công việc của mình và chiếc xe này đi. Cảm ơn các anh em của team Cam Passion đã sắp xếp một cái buổi hôm nay. Thì Sơn hiện tại đang làm digital marketing cho một công ty về trang sức khởi nghiệp. Và còn chiếc xe này thì là chiếc xe Honda City phiên bản top năm 2018. Người đã biết là Honda City là một trong mẫu xe phân khúc hạng B khá thành công của Honda trong thời gian vừa qua, kể từ khi ra mắt từ năm 2012. Hơn hạng A xíu với hạng B, chuyên để đi phố là chủ yếu, tại vì với thiết kế nhỏ gọn, không quá đồ sộ như những mẫu xe khác, rất nhanh để đi trong phố. Khi mua xe này đó thì lý do tại sao mà anh Sơn quyết định chọn mua mẫu xe Honda City này? Thật ra là lúc mà mua chiếc xe này cũng có rất là nhiều phân vân. Ví dụ ở cái tầm tiền mà 600 đến 700 triệu thì nó có quá là nhiều lựa chọn. Thì ngay từ đầu thì Honda City mình không có nằm trong diện phân vân của mình. Mình không chọn lựa đúng không? Không có chọn lựa về nó, bởi vì cái giá nó quá tiệm cận với dòng C. Mà xe C nó sẽ mua thì mua hạng C vẫn ngon hơn là hạng B. Nhưng mà nếu mua hạng B, hạng C thì là chỉ mua được bản tiêu chuẩn. Nó lại rất là thiếu option. Mua cái B mà là top. Nên mình phải chuyển sang là mua B mà bán cao nhất. Rồi cái xe này là hộp số CVT. CVT có thể chia sẻ một số thông số về xe này không ta? Động cơ của chiếc này thì đang đi là động cơ 1.5 lít. Công suất của nó đang là nó là DOHC. Còn phiên bản đời mới của nó mới là DOHC. Rồi còn nó đang đi là hộp số CVT thì giả lập được 7 cấp và có đẩy số tay. Nó tăng tính thể thao cho chiếc xe này thôi. Rồi trước khi mà sử dụng mẫu xe Honda City này thì anh Sơn đã trải qua sử dụng bao nhiêu mẫu xe khác? Trước khi đi quyết định qua chiếc này thì mình đã đi qua Ford Laser. Ford Laser, wow, chiếc xe này đầu tiên là xưa lắm rồi đó. 2005. 2005. Rồi qua tới Pajero, mà Pajero mình hay gọi là Pajero của xe sở đó. Pajero 2005, 2006, 2004, 2005 á. Pajero chiếc xe đua Paris Dakar đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Chứ không phải Pajero Sport nha. Sau rồi bắt đầu qua tới Kia New Sorento. Ok. Và sau đó mới quay về lại với lại sedan. Và chiếc này luôn. Là chiếc này luôn. Thì chiếc xe này đã gần năm 2018 đã trải qua sử dụng gần 2 năm rồi đúng không? 2 năm với 31.000 cây. 2 năm 31.000 cây số, nói chung đi cũng trung bình. Anh Sơn vừa làm chia sẻ những cái điểm gì mà anh hài lòng với chiếc xe này. Hài lòng nhất trên chiếc xe này thì phải nói là về cái thiết kế của nó thì nó rất là thể thao. Cái khoang cabin nó cũng rất là thể thao, đẹp mà nó không bị sến. Rồi cái hộp số CVT đen hết, thiết kế rất là đẹp đúng không? Ghế rất là ôm. Ghế của chiếc này rất là ôm lưng. Rồi bắt đầu tới da. Chiếc này có những cái chi tiết được làm bằng da. Mặc dù nó có những cái da giả da nhưng mà nó rất là ok, nhìn rất là đồng bộ. Rồi tới hệ thống điều hòa là tự động và bấm cảm ứng, nó khá là xịn nhưng hơi bất tiện một xíu. Rồi có đề nổ. Rồi có thêm những cái như là lấy số tay. Nói chung là tiêu chuẩn một cái xe mà đáp ứng nhu cầu mình đi hàng ngày thì là đủ hết, lấy số tay luôn nè. Rồi cruise control, rồi điều hòa tự động, mọi thứ cái. Rồi thấy cái màn hình rất là đẹp ha. Màn hình mặc dù là không phải màn hiển thị là nhìn rất là sang. Ba cái màn hình trên đây. Rồi cái này xe này á thì ngoài ra cái ưu điểm đó là đã nêu rồi, thiết kế đẹp, nội thất đẹp, ngoại thất đẹp. Đi phố thì rất là linh hoạt. Nào mà anh Sơn không hài lòng trên mẫu xe Honda City này? Thực ra không hài lòng trên City này thì nhiều không?
nó khá là nhiều. Hình như là cái đồ ồn của xe là một cái option đặc sản của Honda sao á. Để đi xe nào cũng thấy là đa phần khách hàng hỏi đều, họ đều không hài lòng với xe này là nó bị ồn. Không những cái mẫu xe Honda City mà CRV, không biết tại sao mà nó thiết kế rất là ồn. Không, mà bao lâu nay là Honda không có một cái sự cải thiện về cái độ cách âm của xe nhỉ. Nhưng mà 2 năm rồi sử dụng, độ ồn thành quen đúng không? Thật ra là để giải quyết được vấn đề bài toán độ ồn thì mình phải xài nguồn âm thanh. Ok. Cách đơn giản để mình giải quyết độ ồn thì đúng là mình chỉ có cách độ âm thanh là hay nhất thì nó sẽ nghe đỡ nhất. Chứ còn không là không có cách nào làm được hết, dù là có cách âm trần, cách âm sàn, cách âm hóc bánh, đổi vỏ khác cũng thế. Theo kinh nghiệm của mình chia sẻ với mọi người là khi xe chúng ta ồn quá thì đầu tiên chúng ta nên đầu tư vô hệ thống âm thanh. Các bạn có thể ghé bên anh Phú Sài Gòn Cardio hoặc là anh Vũ Autobus nâng cấp một dàn âm thanh lên rồi sẽ nghe hay hơn, thì tiếng âm thanh nó hay, nó át tiếng ồn. Thì một chia sẻ kinh nghiệm mà đến mọi người đang sở hữu xe, tất cả dòng xe Honda thì 90% khách hàng đều than phiền là nó quá ồn. Thì giải pháp nữa là mình nên nâng cấp âm thanh xe hơi. Tại vì khi mà mình nghe lời ai đi cách âm dán tùm lum hết trơn đó thì nó sẽ không cải thiện được. Và một số xe khi cách âm không có đến chốn á, nó không bị ồn mà nó thành ù, lại còn khó chịu hơn tiếng ồn nữa. Nên mọi người cứ lưu ý là mua xe Honda xong rồi nên đi độ âm thanh xe hơi. Hàng gì mình thấy là mấy cái lò độ âm thanh xe hơi á toàn là xe Honda không à. Về cái hộp số của nó khá là nhiều cái phàn nàn. Hộp số nó rất là êm thì êm rồi đó, tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng mà khi chi phí sửa chữa nó rất là nặng. Wow, ủa tại sao mà hộp số sửa chữa? Hộp số của CVT á, của Honda, nói chung là rất là nhiều anh em đi Honda City mình họ bị tình trạng là đứt dây đai hộp số. Wow, tại vì nó hộp số CVT giả lập. Và cái hộp số này khi mà nó như là hộp số PC đúng không? Thì đúng rồi, nó em hay gọi là hộp số tay ga đó. Tay ga, số tay ga. Thì đứt cái dây đai đó xong là nước thay không là hết 120 triệu. Wow, mọi người lưu ý nha, khi mua cái mẫu xe Honda City hộp số CVT là có nguy cơ. À, nhưng mà cái sự đứt dây đai đó có thường xuyên xảy ra không? Tùy chiếc có và chiếc không, chứ không phải là tất cả đều bị. Bây giờ mua cái xe này nè, xe mới thì được bảo hành bao lâu? Một chiếc này là mình được bảo hành trong 3 năm. 3 năm thì những người đi sau 3 năm là bị à? Nghĩa là khi vẫn còn trong bảo hành thì mình vẫn được đổi mới, hoặc là mua thêm gói dài hạn bảo hành vẫn được đổi mới. Nhưng mà nếu mà cái cảm giác mình vẫn không thấy an tâm với nó, lo lắng. Và nhiều anh em đang đi thì vẫn kêu rằng là hãng khuyến khích là 80.000 cây mới thay nhất hộp số. Nhưng mà đa phần anh em được kêu là 40.000 cây thay là vừa rồi, chứ để lâu quá nguy hiểm. Ok, một trong những cái điểm mà lo lắng của chủ xe Honda City là về hộp số. Thì quá thời gian bảo hành thì vô tình hộp số CVT đứt dây đai, vô hãng thay hết 120 triệu. Thì Honda City lúc mà đi quá 3 năm chắc mình nghĩ giá còn khoảng tầm 500 triệu không đó. Còn đó, gần 500 triệu. Ok, mọi người mua xe cũ Honda City là phải lưu ý là chúng ta có thể tốn 120 triệu để thay cái dây đai hộp số. Mua cái xe 500 triệu mà tốn thêm 120 triệu thay cái hộp số là thấy cầm căng lắm á. Đúng không? Đúng rồi. Rồi hai cái đồ ồn, hộp số có nguy cơ bị hư dây đai, rồi còn vấn đề mà không hài lòng về mẫu xe này. Không hài lòng nữa là về bộ đèn. Bộ đèn. Bộ đèn là một bộ đèn full LED. Full LED từ đèn chính cho tới đèn sương mù hay còn gọi là đèn gầm á. Ok. Nó dẫn tới chuyện là khi mình đi vào đường đi đèo, đi dốc này kia mà nhất là mình hay đi Đà Lạt thì nó hạn chế tầm nhìn rất là khó chịu. Và nếu mà gặp sương mù là coi như tắt xe là đứng chờ. Buộc là mình phải thay một cái đèn bi gầm khác, và bi gầm đi xe nông nó giải quyết được bài toán đó. Thì thực tình là cái đèn LED thì nó không có chống được cái sương mù, nhất là đi Đà Lạt, mà đặc biệt đi cung đường từ Đà Lạt xuống đèo Khánh Vĩnh đó, như Nha Trang á, sương mù là nó mà gầm. Nó chia sẻ mình đã từng đi một cái xe đèn LED luôn là nó mà gầm, thậm chí đèn vàng thì cũng là nó không giải quyết được gì hết. Nhưng đánh giá chung thì đa phần những người sử dụng xe Honda City sau khi sử dụng thì đều nâng cấp lên đèn xe nông, nó cho ánh sáng nó tốt hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Là độ hết bao nhiêu? Nếu mà để riêng về đèn gầm thì nó chỉ khoảng tầm 3,5 triệu. 3,5 triệu. Còn nếu mà chơi tới đèn chính mà đối với City Top thì hiện tại chỉ có một shop đó làm duy nhất, thì làm cho thành là 4 bi nó khoảng chừng 12-16 triệu. Vậy tốn 12 triệu làm gầm rồi hả? Đèn gầm hả? Nhớ là đèn gầm hiện tại em đang đi là 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Ok rồi. Một chuyện bị điểm nữa là ánh sáng là hơi yếu. Ngoài ra thì còn chê gì nữa không? Cái quan trọng nhất là cái này mà Toyota có nhưng mà Honda là không có. Nghĩa là cái khóa cửa theo tốc độ. Cái này nó rất là rẻ tiền, nó chỉ có khoảng 200-300 mà. Nhưng mà Honda không bao giờ gắn hết á. Một lần phải ra ngoài gắn, gắn vô thì ok, gắn cũng được. Vậy đang chạy thì tự động khóa cửa. Giờ bây giờ là tự động khóa cửa. Thì trong thời gian sử dụng á, cái xe của anh Sơn có gặp cái sự cố gì không?
trong quá trình sử dụng của trong 2 năm qua thì chưa gặp một sự cố nào. Chỉ có một lần được triệu hồi về để mà thay bơm xăng. Bơm xăng. À, do bơm xăng mới nổi, họ thay mới. Thay một cụm bơm xăng mới. Rồi. Ok, rồi về chi phí bảo dưỡng 300.000 cây số đi. Thường là xe này đi 5.000 cây số là 5.000 là bảo dưỡng lần. Thì một lần chi phí bảo dưỡng như vậy có tốn tiền không? Chi phí bảo dưỡng của nó mình thường mình đang tính nó mức là từ 5.000 cho tới 30.000 của mình đi. Thì nó khoảng chừng từ 760.000 cho tới khoảng chừng 1.2 triệu. Nói thiệt nha, chi phí bảo dưỡng xe này còn rẻ hơn chiếc xe Exact á. Exact bảo dưỡng vô là 1.5 triệu đó, đúng không? Đúng rồi. Xe Honda City bảo dưỡng có chỉ tới 1 triệu là quá rẻ luôn. Yeah. Thì tổng khi mà hình như là khuyến cáo là 30.000, 20.000 gì đó, thấy rất là nhiều quá. Lọc nhớt, lọc xăng này kia cái. Thường là xe City nó sẽ dồn qua là 40.000. 40.000. 40.000 thì nó sẽ lên tới 4.6 triệu. 4.6 triệu. Và 4.6 triệu là đã tính luôn cả cái tiền mà thay nhớt hộp số rồi, là hết 1.2 triệu nữa. À. Là tổng tiền chứ trừ đi 1.2 triệu là còn có 3 triệu mấy. Nói chung là đi Honda nếu mà mình không lo lắng về sửa chữa thì nó một kinh tế về sử dụng, đúng không? Thay lần đi bảo dưỡng có 1 triệu mấy, vừa tới không bằng bảo dưỡng xe SH nữa. Rồi quay qua vấn đề tiết kiệm nhiên liệu đi. Thì cái mẫu xe này thì mình đi trong phố khoảng bao nhiêu lít và mình đi đường trường khoảng bao nhiêu lít ha? Theo như bữa em có đo thử mà đường hỗn hợp 4.500 cây thì nó sẽ rơi vào khoảng 7.2 tới 7.7. 7.2 và 7.7 ở đường trường hay đường ở đường ở đường hỗn hợp đúng không? À hỗn hợp 4.500 cây thì nó sẽ ra được là 7.7. Nhưng còn nếu mà đi mà theo lộ trình bạn hay đi về quê vợ là ở Xuyên Mộc là từ đây chạy xuống khoảng chừng 103 cây thì nó rơi vô khoảng chừng 5.3 lít. Ok, đi đường trường 5.3 lít. Còn ở tại vì do em đạp cũng hơi lố chân một xíu. Đi thoải mái không phải tiết kiệm đúng không? Đúng rồi. Bật máy lạnh rồi đạp ga này kia cái thì khoảng trung bình 7 lít là so với một người không có quan tâm lắm về cái nhiên liệu. Dạ đúng rồi. Dạ cả gia đình rồi bật máy lạnh rồi. Còn đi thành phố chắc cũng nhiều à? Rồi đi thành em đi chủ yếu là đi thành phố là chính tại vì đã đi làm. Thì trung bình là khoảng bao nhiêu lít trong thành phố? Thì trong thành phố em nghĩ chắc nó khoảng chừng lên tới mức khoảng 8 đến 9 lít rồi. Rồi xe này có mức tiêu hao nhiên liệu trong phố khoảng 90 lít, đi đường trường khoảng tầm 5-6 lít, giờ còn hỗn hợp tầm 7-8 lít. Sau khi mua xe này xong trong suốt hơn 2 năm sử dụng thì xe này đã độ cái gì vậy? Em độ những thứ rất là giúp cho chiếc xe nó chỉ mang tính là tăng cái độ tiện nghi hơn thôi chứ cũng chưa có làm cho nó hoành tráng lắm. Em dưới đây thay một cặp gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu? Gương chiếu hậu là tích hợp xe chiến và quan trọng là gương này rộng hơn so với gương zin của nó. Cái gương zin của nó rất là hẹp, nhỏ, không có sáng nó hẹp và nó rất là nó vừa hẹp về ngang và về cao luôn. Nhìn rất là khó nhìn. Có gắn thêm những cái gương phụ vô cũng càng khó nhìn nữa. Nên em một lần chuyển sang thay gương gương sấy. Gương Trung Quốc hả? OEM á, hàng nhập, okay. Hàng từ nước ngoài về. Rồi hết bao nhiêu tiền? Cặp này em thay là 1.5 triệu. 1.5 triệu, sướng ghê. Ví dụ là Trung Quốc có 1.5 triệu đã ghê á. Rồi tiếp tục như là còn đồ gì nữa ha? Thay xong em thay đầu đĩa. Tại vì cái đầu zin theo xe nó không có dẫn đường. Em mới thay qua một cái đầu Onai. Onai thì hết bao nhiêu tiền đó? Onai em đang xài là Onai C960. 10.8 triệu. Android đúng không? Dạ Android. Rồi Trung Quốc nữa đúng không? Rồi tiếp tục. Ok rồi còn gì nữa? Cái hấp trên kính lái hả? Hấp kính lái luôn. Hấp kính lái Trung Quốc luôn. Là con Trung Quốc luôn. Bộ đó cũng gắn cái hấp kính lái là vừa để coi tốc độ mà vừa để coi luôn cả cái báo nhiệt độ trên xe, bởi vì City nó hoàn toàn không có báo nhiệt độ. À nó rất là tiện tại vì mình dầm trên cái hấp á. Dạ. Rộng hơn thì mình dầm dưới đây. Dạ đúng xe rồi. Xe rất là tiện, quan sát rất là tốt. Nói chung là cộng linh tinh đồ Trung Quốc vô để làm cho nó xe nó tiện nghi hơn thôi. Rồi còn cái đèn hậu. Đèn hậu. Đèn hậu thì thay nguyên cụm đèn hậu thành một cụm đèn kiểu Audi. Wow, Audi là đèn chạy LED đúng không? Dạ. Wow. Nhìn như cho nó đẹp cái đuôi thôi. Cũng Trung Quốc nữa luôn á. Rồi bao nhiêu tiền? Cái bộ đèn đó là mua là 4 triệu à. Sướng ghê ha. Bỏ mua xe xong bỏ khoảng 50 triệu chắc là full option. Đó có 50 triệu rồi đủ rồi đó. Dạ. 10 triệu là từ độ từ đèn rồi từ đèn chữ hậu và kính. Dạ. Rồi cái đèn hình màn hình nữa là màn hình bây giờ là mắc nhất thôi. Mắc nhất thôi là 10 triệu thôi là mua cái xe sẽ đi bỏ thêm 50 triệu là độ full luôn đó. Cản nếu mà độ 50 triệu là độ cản gió này kia hết trơn luôn á. Nếu mà là độ thể thao luôn á. Bằng các xe khác độ cái bộ chưa tới một cái bộ on off mà bình thường thôi là hết 7 mấy triệu rồi. Dạ. Rồi khi đi xe này á mà chở gia đình đi chơi thì gia đình có đánh giá gì không? Bố mẹ thì kia đánh giá về cái xe này không? Mẹ em thì là cảm thấy chiếc xe này nó rất là rộng. À, rộng và rất là ngồi thoải mái. Thoải mái, rộng rãi. Và ngồi ba người lớn ngồi phía sau ở hàng ghế hai vẫn ok, rất là thoải mái luôn. Ok. Và xe nó không bị đắt ngang. Và đầm. Xe đầm là tốt. Chỉ có ồn thôi. Chỉ có ồn thôi.
Thì Honda City ngoài ra là như chia sẻ anh Sơn, đa phần là một là xe đình hoặc là xe chạy dịch vụ Grab, đúng không? Thì thỉnh thoảng mình đi Grab cũng thấy nhiều xe Honda City chạy Grab luôn. Dạ. Mình nãy giờ mình ngồi xe mình thấy lái xe cũng rất là thoải mái nha, nó rộng rãi, không quá chật, và cảm giác lái nó cũng cách âm hơi ồn thôi, nhưng mà cái buồn nó rất là đi rất là êm. Không biết hai bạn ngồi sau nãy giờ đi khúc đường xấu thì thấy giá sao? Hoàng với lại coi. Ủa anh, cầm điện thoại nãy giờ nhưng mà nó không bị không bị lé mắt đúng không? Chưa chưa, rồi đau mắt chứ mà. Sơn đã chia sẻ trải nghiệm và những cái thông tin rất là bổ ích về dòng xe Honda City này đến các độc giả thời gian kinh ca anh Phát Sơn, và hy vọng là anh Sơn sẽ có cơ hội trải nghiệm trên mẫu xe VinFast mới để anh em mình có thể là cùng nhau tiếp tục một cái cuộc trò chuyện nhé. Rồi, bó tay cả nhà. Rồi, cảm ơn anh Hải, cảm ơn em Khai Phát Sơn, chúc anh em của Khai Phát Sơn có thêm nhiều nội dung chia sẻ hay hơn nữa. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn. Okay.